Xin chào các anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khổ video này em xin phép giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Altis phiên bản 2022 và tính cho anh chị cái chi phí ở thời điểm tháng 5 này. Altis thì được phân phối thị trường ở Việt Nam năm 2022 này với 3 phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Lần lượt các phiên bản là 1.8G, 1.8V và 1.8HV. Thì trước mắt chúng ta đây thì em xin phép giới thiệu cho anh chị về chiếc xe 1.8 phiên bản HV là phiên bản sang điện. Màu trắng ngọc trai và nội thất là đen pha be. Giá ở 2022 này lần lượt các phiên bản là phiên bản đối với phiên bản G có giá niêm yết là 719 triệu, hiện tại đang giảm cho anh chị tiền mặt là 15 triệu và tặng anh chị một gói phụ kiện 15 triệu nữa. Và ngoài ra cái phiên bản tiếp theo, phiên bản 1.8V, phiên bản xăng cao cấp thì có giá niêm yết là 765 triệu và hiện tại đang giảm cho anh chị là 10 triệu tiền mặt và tặng anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu đồng. Và ngoài ra cái phiên bản tiếp theo, phiên bản cao cấp nhất, phiên bản trước mắt chúng ta đây là giảm cho anh chị cũng 10 triệu đồng và tặng anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Và khi cái giá niêm yết của phiên bản xăng điện này là 860 triệu. Và đối với các màu trắng ngọc trai như trước mắt chúng ta đây, ở tất cả phiên bản thì anh chị cộng thêm 8 triệu giúp em. Ở cái xu thế bây giờ thì xe tiết kiệm xăng đang được khách hàng quan tâm khá nhiều. Thì cái xe 1.8 HV phiên bản hybrid này thì nó chỉ ăn có 4,5 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Thì nó là một cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất là tối ưu. Còn về màu ngoại thất, anh chị được lựa chọn là các màu ngoại thất như sau: màu trắng ngọc trai này, màu đen, màu đỏ và màu 1K3, một màu xám xanh giống màu cross đấy. Còn nội thất thì có hai lựa chọn là màu đen và màu đen pha be. Ở thời điểm tháng 5 này thì em sẽ áng chừng cho anh chị cái chi phí để ra biển được một chiếc Altis phiên bản xăng điện nhé. Thì giá xe niêm yết là 860 triệu. Giảm cho anh chị 15 triệu tiền mặt này, cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm thì sẽ ra biển được tầm 930 triệu, là ra biển được một chiếc Toyota Altis phiên bản xăng điện rồi. Xe thì bên em trả góp lên đến 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa lên 7 năm cơ. Anh chị nào cần em hỗ trợ về trả góp hay cần em tư vấn thêm về các vấn đề về xe có thể liên hệ với em qua số hotline ở trên màn hình nhé. Thì trong khuôn khổ video nhanh như này em xin phép là giới thiệu sơ bộ như vậy, và anh chị nào cần em tư vấn thêm thì liên hệ với em xin phép hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.